Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh cáo Việt Nam đừng chống đối nước trong khu vực. Ngày 5 tháng 4, VOA tiếng Việt cho hay Vương Nghị nhắn nhủ Bùi Thanh Sơn đừng kết bè kéo cánh. Theo đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người tương nhiệm Việt Nam Bùi Thanh Sơn là Việt Nam cần cảnh giác trước việc tham gia bè cánh để chống đối nước khác trong khu vực. Nhân chuyến thăm 2 ngày của ông Sơn đến Trung Quốc, VOA cho biết ông Vương đưa ra lời khuyên đối với người đồng cấp Việt Nam không lâu sau khi ông Sơn thăm Mỹ và là hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trong đó, hai bên cam kết thúc đẩy tin cậy song phương và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ mới được thiết lập. Theo VOA, chuyến công cán của ông Sơn đến Quảng Tây diễn ra hơn 2 tuần sau khi ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng, sang tỉnh Cát Lâm để hội kiến người đồng cấp Trung Quốc là ông Lưu Kiến Siêu, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Trung Quốc. Hình ảnh bài trên VOA. Như vậy, hai quan chức đối ngoại cao nhất của Việt Nam, một bên đảng, một bên nhà nước, đều đến thăm Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn. Riêng ông Sơn có chuyến thăm 4 ngày đến Washington từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 3 để đồng chủ trì đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ nhất với ông Blinken, cũng như thảo luận các giải pháp hiện thực hóa mối quan hệ đối tác mới được nâng tầm trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội hồi tháng 9. VOA dẫn Tân Hoa Xã cho biết, nói với ông Sơn, ông Vương đã kêu gọi hai bên cùng bảo vệ công bằng và bình đẳng quốc tế, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên những vấn đề liên quan đến lợi ích chủ chốt chung. Ông Vương cũng kêu gọi ông Sơn cảnh giác đừng tham gia bè cánh để chống đối nhau trong khu vực và đừng lập những tiểu hội nhằm gây tổn hại cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, VOA cho hay các bản tin và truyền thông nhà nước Việt Nam không cho biết những điều ông Vương nói như trên trong cuộc gặp với ông Sơn. Trước đó, Bắc Kinh đã thể hiện thái độ bực bội khi Hà Nội thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Tokyo và Canberra, hai đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực, vốn cùng chia sẻ quan ngại của Washington về Trung Quốc. Vẫn theo VOA, cả hai vị ngoại trưởng trong cuộc gặp hôm 4 tháng 4 đều khẳng định luôn xem đối phương là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Hình ảnh Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn khảo sát tuyến đường vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu Hữu Nghị. Việt Nam và Trung Quốc đã tuyên bố cùng tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai hồi cuối năm 2023, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hà Nội, 3 tháng sau khi Việt Nam đưa Mỹ lên thành đối tác chiến lược toàn diện ngang hàng với Trung Quốc. VOA bình luận, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm cách gây ảnh hưởng với Việt Nam khi hai cường quốc hàng đầu cạnh tranh với nhau. Ông Sơn phát biểu khi thăm Washington DC hôm 26 tháng 3, nói rằng Việt Nam ở vị trí đặc biệt có thể giúp bình ổn cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đề cao đường lối đối ngoại cây tre, vốn được xem là nỗ lực đa dạng hóa để cân bằng mối quan hệ giữa các cường quốc. VOA cũng cho biết, sau ông Trung và ông Sơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng sẽ đến Trung Quốc trong chuyến công du dự kiến kéo dài 6 ngày kể từ ngày 7 tháng 4, theo lời mời của ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Nhân Đại. Như vậy, với chuyến đi của ông Huệ thì tất cả các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đều đã đi thăm Trung Quốc kể từ Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 20 hồi cuối năm 2022. VOA cho biết thêm, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Sơn cũng đã gặp bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh để thúc đẩy tỉnh này tạo thuận lợi tối đa cho hàng nông sản Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc. Ngoài ra, ông Sơn cũng đã đến thăm thác Bản Dốc mà phía Trung Quốc gọi là Đức Thiên, nằm ở biên giới hai nước để khảo sát cách làm thí điểm là cùng tổ chức du lịch chung tại danh thắng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh cáo Việt Nam đừng chống đối nước trong khu vực. Tô Đại tướng đang đau đầu trong việc chọn món trên mâm cỗ chính trị. Ngày 4 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài bình luận Tô Đại tướng chọn quân bài domino nào tiếp theo của blogger Trần Hiếu Chân. Tác giả nhận xét, thành ngữ, cưỡi trên lưng hổ khó xuống khớp với hiện tình của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sau khi tạo ra cơn địa chấn chính trị lớn nhất trong lịch sử đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là vụ ngã ngựa của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Và bây giờ, theo tác giả quân bài domino, ông Tô Lâm đang nhắm tới, dư luận Hà Nội đang râm ran mấy tuần nay, đó là bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức trung ương và thường trực ban bí thư.
Tác giả cho rằng Tô Lâm rung cây dọa khỉ khi vừa khai thác hồ sơ của Nguyễn Công Khế, cấp dưới cũ của bà Mai, vừa mở rộng điều tra vụ Phúc Sơn. Khi úp mở, vụ này đã phát hiện ra một dạng tội phạm mới bằng cách dựa vào mối quan hệ thân quen là người có chức vụ quyền hạn. Thì có tin bà Mai đã viết hai lá đơn từ luôn cả hai chức và bà phàn nàn các anh suốt ngày bắt bớ triệt hạ lẫn nhau, tôi lấy làm đau lòng. Tác giả bình luận. Bà đau lòng hay đau ruột, Tô Đại Tướng không quan tâm. Ông đang nhắm tới hai cái ghế quan trọng của bà cho thuộc hạ. Hình ảnh bài trên AFA. Bố trí được người vào hai ghế của bà Mai, Tô Lâm mới thực sự yên tâm nhường ghế cho Phan Đình Trạc. Để ông ngồi vào vị trí tạm nào đó làm bàn đạp lên ghế Tổng Bí Thư. Tác giả đánh giá cưa tiếp ghế của bà Mai sẽ là một quyết định dò đá qua sông và có ý nghĩa bước ngoặt thứ hai. Cưa ghế của Thưởng đã trở thành bước ngoặt đầu tiên đối với cuộc tỷ thí trên thượng tầng Bộ Chính trị. Một bí mật cung đình có thể sẽ không bao giờ được tiết lộ, đó là lần cưa ghế của Thưởng vừa rồi, Tô Lâm có trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm của Tổng Bí Thư hay Tô Đại Tướng chơi đòn đánh úp. Bởi vì sáng ngày 13 tháng 3, Chủ tịch nước dự khai mạc cuộc họp của Ban Nhân sự. Thì ngay ngày hôm sau 14 tháng 3, Vua và Hoàng hậu Hà Lan được Việt Nam yêu cầu đình hoãn chuyến thăm cấp nhà nước. Tác giả châm biếm, nếu thành tựu hai bước ngoặt nói trên, ông Tô Đại Tướng sẽ cùng có tiến trình nhân giống nhãn lồng Hưng Yên trong hệ thống công an tỉnh trên phạm vi toàn quốc. Tác giả phân tích, điều đó có ý nghĩa đặc biệt ở đây. Tô Đại Tướng đã loại bỏ các khâu trung gian rườm rà phải theo quy trình trước đó. Hầu như Tô Đại Tướng cho Thưởng knock out. Ngay sau phiên họp Bộ Chính trị ngày 13 tháng 3, Thưởng không kịp trở tay, chấp nhận viết đơn mà không chờ phải ép. Hình ảnh bà Trương Thị Mai, người có thể bị cưa ghế tiếp theo. Trước đó, ngày 8 tháng 3, Công an cũng bắt luôn đương kim bí thư và phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc mà không cần thông qua các ban bệ bên đảng. Như vậy, từ nay, Tô Đại Tướng có thể một mình một ngựa bắt bất cứ ủy viên trung ương, thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị nào ngán đường của ông. Ấy là giới quan sát vỉa hè Hà Nội đồn đại như thế. Nhưng tác giả cho biết, theo tin rò rỉ, mọi chuyện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngoài bà Mai, ông Tô sẽ phải chọn thêm quân bài domino nào trong cuộc chinh phạt, dọn đường cho ông và các đồng đảng cùng phe cánh tiến về đích, là điều mà Tô Đại Tướng đang đau đầu. Tác giả nhận định Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cựu trưởng Ban Kinh tế Trần Tuấn Anh, chánh án Nguyễn Hòa Bình đều chỉ là những món gỏi trong bữa tiệc của Tô Đại Tướng. Cho mấy thanh củi ấy vào lò chẳng qua chỉ là để giúp cho Tổng Bí Thư cứu vớt đôi chút tính chính danh còn rơi rớt lại của đảng lẫn chế độ. Nhưng Tô Lâm đang đau đầu vì những tính toán đang bế tắc khác. Tác giả kết luận Tô Bộ trưởng gặp khúc mắc trong việc chọn đủ các món chính cho bữa tiệc, trong khi không thể cưa một lúc quá nhiều ghế trong bộ tứ, bộ ngũ, tính sao cho kín vỏ mà không lộ bài quá lố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tô Đại Tướng đang đau đầu trong việc chọn món trên mâm cỗ chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.